Hello, hello, xin chào, mình là bác sĩ đẹp trai đây. Em bái cụ này, em bái cụ đi, chắp tay này, chắp tay này. Rồi. Đấy, hôm nay em đi khám mũi. May quá. Ôi trời. Nào đứng lên, lạnh con, đứng lên nào. Bye bye. A few moments later. Đi thôi. Ôi trời ơi. You. Đấy, ok chưa? Nuôi con sẽ được khoảnh khắc như thế. Từ sáng đến giờ ngồi làm thì cũng mới được có một từ steps. Nên là bây giờ làm xong rồi, phải thay quần áo một chút và bây giờ chúng ta đi xem chút trước khi ăn cơm. Bắt gặp đội quân mẹ đi step không thèm ngủ. Thì ra là người quay vlog. Tôi thề với các ông là đi bộ trên con phố Nguyễn Lý Tưởng này một cái bụng đói rất chỉ là phải bạo hành. Rất nhiều món ăn từ bún đậu, bún thang, bún đủ thể loại rất là ngon. Đấy những đồ ăn vặt. Kiểu nó là con phố là nó sẽ chuyên dần cho văn phòng. Thành ra là cái gì nó cũng có vào. Ôi tôi thề với ông thèm luôn. Kiểu ngửi cái mùi người ta nấu ấy. Vãi chửa. Chào mừng các bạn đến với một video mới. Hiện tại bọn mình đang ở trên sân thượng nhà mình các bạn ạ, tầng 6 và cũng là tầng nơi tầng để chân. Nghĩ là nó sẽ là một video chính về ngày đạp chân luôn đi. Thề luôn các bạn là mình thấy cái lớp 6 của mình nó là một cái rất là chill để một suy ngẫm. Và hôm nay thì trời hơi âm u thôi, nhưng nếu mà bình thường ở đấy nó sẽ có cái cảnh là sunset hoàng hôn khi mà khoảng tầm 5:30-6 giờ. Kể mà nó không ồn ào như này thì còn chưa nữa, nhưng mà thôi mình phải chấp nhận sao. Bây giờ sống ở khu Hà Nội. Cái mục tiêu của mình trong cái đợt mini cut lần này đấy là đặt ra một mục tiêu mình sẽ muốn giảm khoảng tầm 20 pounds, tầm 8 cân rưỡi, 9 cân gì đấy trong vòng 10 tuần. Và đối với mình ấy, đây là mục tiêu mà nó làm cho mình hơi gọi là hơi sợ, maybe hơi run. Tại vì thực ra là từ trước đến nay mình có giảm, nhưng chẳng hạn như lần gọi là mini cut của mình năm ngoái nó kéo khá dài, và thực sự là mình không muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Và mình khi mà mình đặt ra một cái mục tiêu gọi là mini cut như này, mình sẽ muốn gọi là serious, cố gắng hết mình, giống như hết anh em mình làm gọi là cái series 12 tuần giảm 12 first life với nhau. Tuy là đúng là ok, anh em mình chưa có một cái gọi là set deadline cụ thể là sẽ phải thi đấu và sẽ phải giảm rất là nhanh, rất là ngắn. Nhưng với cái mini cut này mình cũng muốn gọi là get in
get out, quick, vào, giảm và đi ra để tiếp tục xây cái lượng cơ nhất định chuẩn bị cho năm sau. Nói là mình có thể tự tin không á? Thực ra là mình hào hứng nhất, mình hào hứng vì đó là một cái mục tiêu mình, một cái mục tiêu đối với mình là có thể làm được, nhưng nó kiểu ngấp nghé rồi, kiểu giống như một cái mục tiêu mà mình có thể đạt được, nhưng nó sẽ hơi challenging, hơi thử thách và bắt buộc mình sẽ phải hardcore trong từng quyết định một, trong mỗi ngày một. Và thực sự thì những cái thời gian như thế nó tạo như một cái sự nghiêm túc dành cho chúng ta, và mình nghĩ rằng ấy nó cũng sẽ là một cái, không phải là cái gì đó nó quá dã man để mà chúng ta kiểu cảm thấy là chúng ta bị áp lực, chúng ta bị từ bỏ. Và với bản thân mình giống như kiểu mình đã giảm rồi, tại vì sao là mình tin rằng mình có thể giảm ấy? Tại vì một phần nhá, mình đã giảm từ trước rồi, trong những lần first line hay tất cả mọi thứ rồi, và bây giờ hiện tại thì môi trường mình xem ổn định hơn rồi. Mình không như các bạn, đấy là mình có sẽ những bạn xem video này, các bạn sẽ chưa bao giờ giảm chẳng hạn, hoặc chưa bao giờ có những thứ mà các bạn đạt được. Nhưng khi mà mình đã xây dựng được một môi trường tốt, khi mà mình xây dựng được công việc mình liên quan đến cái vấn đề này, thì mình hoàn toàn có khả năng và có độ tự tin để mình có thể đạt được những hình điều đấy. Cũng giống như các bạn thôi, ví dụ các bạn đã xác định không phải giảm 10 cân trong vòng là 10 tuần như mình, nhưng mà có thể 10 cân trong vòng 6 tháng chẳng hạn. Maybe các bạn chưa bao giờ làm được, maybe các bạn làm cố thử rồi nhưng toàn fail. Yes, đúng là nó sẽ có những cái bằng chứng là chúng ta khó có thể làm được, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có thể làm được. Và nó sẽ luôn luôn, hãy nghĩ rằng luôn luôn trong cuộc sống của các bạn có những thời gian mà các bạn cảm thấy là các bạn có thể làm được tất cả mọi thứ, không phải tất cả mọi thứ mà các bạn rất là xuất sắc, kể cả lúc đấy, cái thời gian đấy các bạn đã từng làm, kiểu dù các bạn không biết thực sự là các bạn có làm được không, nhưng các bạn đã cố gắng hết mình để các bạn có thể làm được. Các bạn hãy cứ tin rằng trong cái tâm các bạn sẽ luôn luôn tồn tại một cái version của tốt hơn, the best hơn, và thậm chí cũng là một cái nấc thang mới để các bạn khai phá mà. Vậy nên đối với mình, mục tiêu 9 cân trong vòng 10 tuần, 10 cân trong vòng 10 tuần xem. Nó là một mục tiêu nhỏ so với những người khác, nhưng đối với mình nó là một mục tiêu khiến mình hồi hộp, khiến mình sợ, khiến mình cũng muốn nhúng chân vào, bước chân vào để thử thách bản thân trong thời gian này. Thôi, tập sự một chút, suy nghĩ một chút thôi. Đó, hy vọng 10 tuần sau chúng ta gặp lại nhau và các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của mình nha. Còn bây giờ, let's go. Cùng một chiếc một buổi chân hết mình. Rồi, bài tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay luôn luôn là những bài không liên quan đến chân. Tại vì sao? Vì như buổi tập trước, khi mà mình buổi quay, mình tin rằng đấy là buổi chân left high, hôm nay gọi là lower 1, desk 1 của mình. Và với lower 1 này thì bài đầu tiên của mình là sẽ tập trung thêm một bài vai nữa, đó là bài Cuffler to Raise. Và cái mục đích ở đây thì chỉ vì vai và shoulder của mình nó sẽ là hai cái nhóm cơ mà cần được thêm quan tâm thêm á. Khi thể trạng của mình sau này sẽ build một cái gọi là physique đúng không, thì vai và shoulder là hai cái mà mình sẽ thêm một chút volume cho nó, không quá nhiều, cũng không phải là một bài chính, nhưng nó sẽ là một hiệp vẫn đảm bảo đủ thêm cái áp lực dành cho cơ vai của mình đó trong buổi ngày hôm nay, và vẫn đảm bảo được là ok, vẫn có sức để mình tập. Thực ra thì cách sắp xếp cái buổi tập ấy, cách sắp xếp cái bài này thì mọi người hoàn toàn có thể sắp xếp là ở đầu hoặc cuối đều ok hết, nhưng với bản thân mình khi tập thực sự một buổi chân rất cháy đến cuối mình chết sứ rồi, nên chắc chắn cái phần trăm mà mình muốn làm thêm những bài khác liên quan đến nhóm cơ khác là không có, nên mình sẽ để nó buổi đầu ở đầu buổi tập. Và tương tự cũng như cái bài DNO lắp cù đào hôm trước, thì hôm nay chúng ta cũng tập theo cluster set, một hiệp 30 reps chia thành 3 lần. Đây mọi người có thể thấy nhá, đây là cái mức tạ mà mình đã giữ đến gọi là hôm nay là tuần thứ 3 rồi. Với cái mức tạ này để gọi là thực hiện 30 cái,
ra là sau 2 tuần đầu mình đã thực hiện rất là chuẩn rồi. À, không phải chuẩn nữa, đã đủ số reps và mình có thể thực hiện khá là easy và mình có thể tự tin. Maybe là tăng mức tạ nhưng mình vẫn muốn giữ thêm một tuần nữa để thực sự mình có thể đạt được một cái form tốt và cái độ cảm nhận tốt. Tại vì với bài này nó sẽ là một bài không phải là để thi số sức mạnh mà một bài thiên về cảm nhận nhiều dành cho nhóm cơ vai của chúng ta đó. Vậy nên là khi mà các bạn kiện thì gặp mình cũng nói các bạn học viên của mình rất là nhiều, đừng cố gắng chọn mức tạ quá nặng để rồi các bạn sẽ phải cố dừng cả người để các bạn nhấc lên strict, không cần phải thẳng gọi là thẳng tay mà hơi con tay, nhưng mà giữ cái độ cong tay suốt cả quá trình. Và ở đây chúng ta chỉ đi mình tay thôi, chúng ta sẽ không muốn đi cả người, chúng ta không muốn như thế này đó. Đi ra như thế nào, đi về kiểm soát như thế, pause lại ở hai đầu chuyển động như này. Mình đảm bảo các bạn luôn, nếu các bạn thực sự làm được 30 rep chuẩn chỉnh như thế, đương nhiên là ok, maybe cái rep cuối sẽ có gọi là hơi đi lên struggle, và cái đấy là gọi là chắc chắn phải xảy ra. Thì khi mà các bạn lên cái rep cuối cùng mà vẫn có thể giữ được form thì ok, đấy là lúc mà chúng ta có thể nâng tạ, chứ không phải là chúng ta đạt được 30 reps với mức tạ đấy rồi nhưng với gọi là tất cả các rep đều bị như thế này nó là vô nghĩa. Vậy nên là control của cái form, tập trung vào cảm nhận thay vì chasing the rep, có nghĩa là theo đuổi mức tạ hay số rep nhé. Tập trung vào từng số rep một, từng rep một nhiều. Bắp chuối. Và các bạn có thể thấy là warm up đầu của mình nó sẽ là 2 bánh, warm up là 2, 3 bánh và hit cuối cùng warm up nó là 4 bánh. Hôm nay chúng ta sẽ có 3 hiệp với bài leg press cup race này. Thực ra tại vì sao các bạn sẽ thấy được là rotation 1 real rotation 2, có nghĩa là ngày low 2 mà chúng ta quay với nhau hôm trước á, là mình tập seated cup race, còn hôm nay là mình tập với máy leg press cup race. Nó có gì khác nhau? Seated cup race với standing cup race hay gọi là press cup race, có hai điểm khác nhau là khi các bạn gọi là seated cup race nhé, là các bạn sẽ gọi là ngồi đúng không, và cái chân của bạn gập 90 độ. Còn với standing cup race hay gọi là press cup race là cái chân của chúng ta sẽ thẳng. Và ở đây nó sẽ có hai nhóm cơ gần như là khác nhau, tuy rằng là ok khi các bạn tập á nó cũng sẽ tấn công thôi, nhưng sẽ có bài tập chẳng hạn như seated cup race nó sẽ có nhiều áp lực vào cái phần cơ soleus, là cái cơ nằm dưới của cái nhóm cơ bắp chuối. Còn ví dụ cái nhóm cơ mà chúng ta sẽ tập chính cho cái phần gọi là leg press cup raise này ấy, nó sẽ là phần gastrocnemius, là cái nhóm cơ dài là nằm ngoài này, và cái nhóm cơ mà các bạn sẽ thấy là tạo ra cái hình kiểu là trái tim của chúng ta đó. Thì nói chung là khi mà các bạn tập thì nên kết hợp xoay vòng cả hai bài tập. Nếu các bạn có tập high rotation như mình thì nên sắp xếp hình như thế để làm sao nó tấn công được cả hai nhóm cơ đấy nhá. Sự dần leg curls khác với hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ có 3 hiệp thay vì 2 hiệp, nhưng vẫn chỉ có 1 hiệp top set là có hiệp tầm 5. Và hiệp này mình sẽ tập trên trong khoảng từ 8-11 cái. Thế thì anh em mình làm được hình như 9-10 cái nhỉ. Hôm nay sẽ cố gắng đạt được 11 cái. Và sau đó chúng ta sẽ có 2 hiệp 15 reps. Mà với 2 hiệp 15 reps thì chắc chắn sẽ rút dạo rồi. Nhưng mà thì mình cần tập trung vào hiệp này.
Thế giờ là mình đã làm được cái mức tạ 85 này với 11 cái rotation trước, có nghĩa là 10 ngày trước. Cái buổi legs em mình quay với nhau đấy là tầm 2 tuần trước. Khoảng tầm 2 tuần trước. Thì sau cái buổi đấy đến buổi này thì mình đã làm được 81 rồi, nhưng với hôm nay á mình không tăng mức tạ, cũng không tăng số reps. Bởi các bạn, các bạn nhớ cái kỹ thuật mà mình bảo các bạn không? Phần lồng ngực xuống, giữ cố gắng không bị ưỡn lên trong suốt những cái reps đầu. Hôm trước thì mình làm được 11 cái nhưng còn tầm mất 3 cái cuối là mình sẽ hơi ưỡn lên rồi. Hôm nay mình cố gắng vẫn đạt được 11 cái nhưng mà chỉ bị hai hay ít nhất là một cái thôi là hơi ưỡn. Thì hôm nay là gần như là một cái rưỡi, mình bị một cái rưỡi ở cái cuối cùng đó. Cái sự tiến bộ nó không cần phải diễn ra cứ tăng tạ hay cứ tăng reps, mà nó sẽ là chất lượng của từng set một như thế để làm sao các bạn tăng được số reps mà các bạn làm chất lượng hơn. Thì thực sự đấy là cái tiến bộ rồi, không việc gì phải đặt những cái mục tiêu mà lúc nào cũng phải theo đuổi số reps hay số set cả để hy sinh form của bạn, không đáng. Bây giờ là hiệp thứ ba của chúng ta và đây mới thực sự là cái hiệp mà mình muốn đặt PR chứ không phải là cái hiệp top set hiệp mà thầy tập ba nặng ở đó trước. Tại vì sao? Bởi vì như hai hiệp đầu mình đặt mục tiêu là mình giữ số reps, số cân, chỉ là cải thiện cái form, nhưng mà hiệp này là một hiệp tăng cân của mình. Tại vì như mình nói với các bạn, hiệp đầu mình sẽ làm từ 8 đến 11 cái đến chết. Hai hiệp sau nó sẽ là back off set của mình, đều là cố gắng 15 cái đến chết. Và khi mình làm cái đến chết như vậy thì tuần trước mình đã làm 70x15 ở hiệp 2 và 65x15 ở hiệp 3. Tuần này thì mình đã giữ nguyên là 70x15 ở hiệp 2 và cố gắng hiệp này mình sẽ tăng lên 70, nhưng không biết có được x15 hay không. Thì đây sẽ là hiệp PR của mình. Đó, không cần phải đặt mục tiêu tăng tất cả các hiệp, chỉ cần một hiệp. Chúng ta là số reps, còn sau nhiệm vụ giữ tạ, tăng chất lượng số reps các bạn. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ là squat. Now I'm a cash cow, keeping it brash now. This is trash now. I'm a
couch with my chucks on. Get the fuck on with that. Big cool on a small chat, cause I know now that I'm all that. Got a hot guy on the ball cap. Get the fuck out of my face. Squat. Thậm chí những bài nó không chỉ là xây cơ mà đến sự perform thực sự tốt và thậm chí là đạt những PR, nó cần một sự tập trung cao độ, một cái sự sẵn sàng khi chúng ta bước vào cái hiệp tập đấy. Nó phải giống như kiểu các bạn trước khi bước vào nó, các bạn hồi các bạn thực sự háo hức khi bước vào nó, giống như các bạn chuẩn bị ra chiến trường. Nếu các bạn chỉ bước vào nó và các bạn không có một sự tập trung nào cả, đầu các bạn suy nghĩ công việc, đầu các bạn suy nghĩ về việc này việc kia, không bao giờ các bạn có thể đạt thực sự một cái PR cả. Tại vì đây là một cái bài tập cần rất nhiều sự tập trung và kể cả technique, kể cả sự cố gắng. Hôm nay mình cũng nói với một trong những bạn học viên của mình à, trong cuộc sống ấy, kể cả đến bản thân mình, về lực tập luyện nó sẽ xoay quanh rất nhiều ở trong cuộc sống, nhưng nó sẽ luôn luôn có các công việc khác, từ làm content creator này, làm cha, làm chồng, rồi đấy, leaders, rất nhiều công việc mà nó sẽ như một cái chế độ hoặc nó giống như một cái chức năng của mình. Thì khi các bạn chẳng hạn có nhiều công việc như thế trong cuộc sống và khi các bạn có thể bỏ được hết tất cả ra khỏi cái đầu của bạn để chỉ tập trung làm cái công việc đấy thôi, thường chúng ta sẽ bị ok khi mà ngồi tập chúng ta sẽ nghĩ đến tất cả những công việc khác. Chẳng hạn như khi các bạn đi làm, các bạn đến cơ quan, các bạn sẽ ngồi nghĩ là ok, chưa ăn gì, chưa làm gì, hoặc là những công việc này, công việc khác. Các bạn thực sự không bị tập trung vào công việc đó. Xong đến buổi trưa khi các bạn đang ăn, các bạn nghĩ là ok, buổi chiều công việc này như thế nào. Khi vào công việc buổi chiều, các bạn lại nghĩ ok, buổi chiều đấy, xong rồi đi tập như thế nào, tất cả là sao. Be in the moment, be present. Hãy sống ở hiện tại. Và khi các bạn đấy làm một hiệp squat, mình muốn bước vào hiệp squat đấy, mình muốn như một kiểu vận động viên đấy, như mình tấn công từng cái hiệp một. Mình không phải là powerlifter, nhưng mình thực sự muốn tập trung cao độ như một cái powerlifter. Khi mình thực hiện từng rep một, mình phải chú ý từng cái một ra sao, chân mình, đầu gối sẽ như thế nào, rồi cố gắng giữ người thân trên ra sao, hơi thở như thế nào, kiểm soát. Khi mệt, khi đến rep 7, rep 8 rồi, mình sẽ phải làm cái gì, hơi thở của mình phải như thế nào, bình tĩnh ra sao, thì thực sự mới đạt được những cái đấy. Thực ra là 9 reps của 145 cân là personal best của mình. Và đến bây giờ đấy, kiểu, tuần trước, không phải rotation trước, có nghĩa là 10 ngày trước khi mình tập bài này, mình không tập trung à, mình cảm thấy là hồi hỏa. Và lúc đấy thực sự là mình chỉ làm được 7 cái thôi. Nhưng hôm nay các bạn đấy 9 cái. Và cái thứ 9 mình struggle, nhưng mình vẫn làm được những cái này. Bởi vì mình sẽ tập trung và tập trung là thôi. Ok, kể cả một trong mình trong quá trình giảm nhé, mình vẫn có thể duy trì cái sức mạnh đấy. Đấy mới là cái quan trọng, đấy mới là cái mà giúp cho các bạn có thể vừa giảm mỡ mà vừa tăng cường nữa. Vậy nên hãy thực sự tập trung. Nếu các bạn kể cả mệt thì chẳng nữa, uống một pre-workout vào đó, tập trung vào buổi tập, đừng nghĩ về cái khác cả. Ok, nó rất có ít người có khả năng một phát là chẳng hạn như mình vừa chơi con xong, vừa làm bố xong, để mà switch, để thay đổi cái mode đấy trở thành vận động viên. Lúc đầu với các bạn có thể không làm được, nó sẽ cần thời gian. Các bạn maybe cái thời transition đấy, cái khoảng chuyển đấy, nó sẽ cần maybe 30 phút, 45 phút, 1 tiếng để các bạn có thể xem video người này kia tập xong rồi chuẩn bị tinh thần hay thế nào, warm up hay nào đó. Nhưng mà khi các bạn càng làm nhiều, càng cố gắng tập trung, cái khoảng thời gian ngắn, và khi các bạn có thể switch nó như thế này, đi làm về trước khi bước vào cửa nhà, ngồi nghĩ xem mình sẽ trở thành một người con, một người chồng, một người cha như thế nào ở trong gia đình, nó sẽ là sang một cuộc chiến mới. Vậy nên bước vào cuộc chiến đấy với tâm lý chuẩn bị thì các bạn sẽ có một số may mắn từ từ rồi. Rồi đến với bài tiếp theo thì anh em mình tự quay với nhau vì đây bạn Tú, bạn như của mình đến giờ tập rồi nên là mình sẽ không nhớ được thêm nữa, nên là bây giờ anh em mình sẽ tập với nhau bài leg press sau khi mà squat một hiệp squat rất là cháy. Và chắc chắn rồi mình sẽ cần phải 1 đến 2 hiệp khởi động trước khi mình bước vào hiệp tập chính. Với hiệp top set đây từ 8 đến 11 cái của mình thì các bạn có thể thấy được là hiện tại mình đang có 5 bánh tạ,
gọi là 5,75 bánh tạ, gọi là 5 bánh tạ 20, 1 bánh tạ 10 và một bánh tạ 5 thì gọi là mình gọi là 5,75 đấy. Đó. Và với cái này mình chết trong 8 đến 11 cái. Lần trước mình tập thì mình đã chết ở trong 11 cái với mức tạ này rồi. Và có một cái kỹ thuật là các bạn có thể thấy là khi mà mình press này, mình đi xuống gần đến dưới nơi mình bắt đầu hít vào. Và thực sự đây là cái máy rất là tuyệt vời khi mà giúp mình có thể duy trì ở xuống rất sâu như này mà không bị đau cái phần hông của mình này. Và tránh cố gắng nghỉ quá lâu ở trên nhá. Rất là đẹp 10 rep nhưng mà tại vì sao là mình hết ở trong cái đấy, vì các bạn có thể thấy là cái rep thứ 9 là cái rep mình rất struggle và mình chỉ làm thêm được cái rep thứ 10 mà thôi. Mình tức vì sao, vì một phần ấy đấy là buổi tập lần trước khi mà mình thực hiện cái số rep số tạ này mình đã thực hiện được với 11 reps nên lần này chỉ thực hiện được 10 reps, hơi tức một chút. Nhưng nếu mà sẽ nhìn lại các bạn có thể thấy được cái mình ghi này, các bạn có thể thấy được là ngày hôm qua đấy khi mà mình được 5,75 x 10 này, nhưng lần cuối khi mình tập nó đấy là 20 ngày trước vào ngày 30 tháng 1, và tuần trước là khi mà mình kiểu đấy sẽ bị một chút cái tâm lý khi mình không tập trung vào hiệp tập, giống như mình nói với bạn lúc mà mình squat đấy, khi mà mình không tập trung vào hiệp tập hôm đấy là mình có nhiều thứ mình suy nghĩ mình lo, nên khi mình được tập được 7 reps mình rất là thất vọng và mình chán trường lúc đấy, xong mình bỏ luôn hôm đấy. Và khi mà các bạn có thể thấy được là khi chúng ta lặp lại, chắc chắn chưa chắc là chúng ta được cái mức tạ như ngày hôm trước, nhưng it's ok khi mà chúng ta có bị giảm đi một chút thôi, cái back off của chúng ta vẫn giữ được, chỉ là cái hiệp chính này ok nó cháy hơn một chút, nó chết hơn một chút, và thậm chí là sau khi mình giảm được maybe ở đây khoảng tầm 7-9 cân 80 cân chẳng hạn đó, thì với mức này khi mà mình quay trở lại, thực ra là nó chỉ là nó đã hơn already hơn tuần trước là chúng ta không tập đúng không? Còn bây giờ chúng ta tập lại, chúng ta được 10 rep, sang tuần chúng ta được 11 cái, không có sao hết. Thực ra thì đối với bản thân mình gọi là hy vọng quá cao nên lúc mới thất vọng thì mình sẽ một chút động thế thôi, nhưng mà nó là cần để mà cho chúng ta luôn luôn muốn đạt được những cái kết quả tốt hơn. Và về back off thì mình vẫn giữ với mức là 3,75 x 25, và kể cả khi các bạn tập số reps cao như thế này nhá, chúng ta vẫn cần cái chất lượng từng reps một nó y như khi mà chúng ta tập hiệp nặng, cũng đi chậm chậm kiểm soát như thế, pause và press lên hết sức như thế, chứ không phải là khi mà chúng ta thực hiện 25 reps mà chúng ta nghĩ rằng không, với 25 reps này chúng ta có thể thực hiện rất nhanh, gọi là cho xong đi đó. Nên hãy cố gắng duy trì tempo kể cả khi tập nặng lẫn tập nhẹ, thì như vậy sẽ kiểu tất cả các động tác sẽ là các bạn khỏe rất là nhiều. Sau đó thì mình sẽ đến một bài leg extension, và leg extension ở đây thì mình sẽ có hai hiệp. Nó hơi ngược một chút là tuần trước thì chúng ta sẽ chỉ có một hiệp thôi, chẳng hạn là với 15 đến 20 reps thì phải. Nhưng hiệp ngày hôm nay thì chúng ta có 2 reps. Nhưng với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 2 hiệp. Hiệp đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện chọn cái mức tạ từ 12 đến 15 cái, gọi là cái số reps cao hơn nhưng mức tạ thấp hơn. Hiệp 2 thì chúng ta mới tập nặng hơn, nhưng mà make sure là cả hai hiệp đều chết nhá. Nên là chính vì chúng ta thực hiện đến chết ở cái hiệp đầu với 12 đến 15 rep rồi, nên sang hiệp sau ấy cũng có tăng tạ được, nhưng nó sẽ không tăng tạ được quá nhiều, cái sự chênh lệch nó sẽ không được quá nhiều so với là nếu chúng ta tập với cái hiệp mà ít rep hơn từ ban đầu. Nên các bạn có thể test và để xem, nhưng mà duy chỉ là khi các bạn thấy mình là với tất cả các rep các bạn có thể thấy là mình tập rất là control ban đầu, và khi ở dưới các bạn có thể thấy là mình dùng cái strap để giữ toàn bộ cái thân người của mình trong suốt quá lúc mà mình tập, cố gắng chịu đau như bài này, một bài mình cảm thấy rất là painful để thực sự tập chết ạ. Rồi bài tiếp theo của mình nó sẽ là bài hip adductors, và bài này thì chúng ta sẽ áp dụng với cluster set một hiệp 30 reps rồi. Và với bài tập này thì tuần này mình cố gắng làm hơn cái lần trước tầm 5 cân thôi. Thay vì 60 cân x30 như tuần trước thì mình chuyển thành 65 cân. Và với bài tập này thì chúng ta cũng áp dụng là chúng ta sẽ có 2 lần nghỉ ở giữa lần sau lần đầu tiên, gọi là fail. Mình luôn luôn được gọi là đặt cái con số là 16-86, thực ra là bản thân mình kiểu thích đặt con số như vậy, nên mình cố gắng đặt 16 cái, nghỉ 30 giây, tập 8 cái, nghỉ 30 giây, xong nốt 6 cái còn lại.
Nhưng kể cả đấy, nhiều rep vẫn make sure tất cả các rep đều dừng lại pause một chút ở contracted range và sau đó chúng ta từ từ trả về. Và mình thề với các bạn là rất cháy, rất đau trong từng rep của bài tập này. Và các bạn có thể thấy là sau thực sự đến mỗi cái điểm gọi là failure, điểm chết ấy, cái thứ 16 hoặc cái thứ 8 hoặc cái thứ 6 cuối cùng đều là những cái điểm rất là chết. Nghỉ 30 giây, lấy lại tinh thần, xong rồi quay trở lại với hiệp tập luôn. Và để rồi đến bài tập cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là hip thrust. Thực sự với bài tập hip thrust là một bài tập mà mình gọi, chính vì những cái buổi tập mình sẽ thỉnh thoảng nó bị fail như thế, nên với hip thrust là bài tập cuối. Phải nói là từ trước tới nay thì mình tập nhưng mà sẽ không được nhiều như những cái bài kia. Và với hip thrust hiện tại thì mình đã gọi là tập cố gắng hơn, và lần đầu tiên mình thực hiện với mức tạ là 35 cân mỗi bên với cái máy hip thrust này, và thực sự mình cảm thấy rất cháy, rất cháy các bạn ạ. Với 15 cái, tại vì lần trước là mình thực hiện với một bánh 20 cân thì mình đã thấy cháy lắm rồi, nhưng bây giờ thực hiện với bánh 20 cân cộng thêm bánh 10 cân, bánh 5 cân, 35 cân, mừng quên, quá là cháy trong một buổi tập. Và đấy, chỉ cần sau hip thrust gọi là hip adapter mỗi bài một hiệp thôi là chúng ta hoàn thành buổi tập rất cháy rồi. Video sắp xong rồi các ông ạ. Đó, hôm nay sau ngày hôm một ngày chân cháy như thế thì thường nó sẽ là một ngày nghỉ của mình, và trong ngày nghỉ này thì mình tập trung hoàn thành công việc, nhưng chắc chắn nó phải đủ số steps nhá. Nên mình hy vọng là mọi người thích những cái thông tin mình chia sẻ với mọi người từ cái việc đặt mục tiêu của mình nha. Nhớ nhá, hãy viết ra mọi những cái, mọi người thử viết ra những cái 10 điều ở trong quá khứ mà khiến mọi người có thể cảm thấy là cái lúc mà mọi người trở thành một vị thánh, kiểu mọi người làm tốt nhất, sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc như thế. Nên mình cũng rất là hy vọng nếu mà sau này mọi người cần mình chia sẻ thêm video gì từ việc tập luyện, trải nghiệm trong quá trình giảm cân, giảm mỡ, tất cả mọi thứ, comment ở hết ở dưới cho mình nhé. Và đừng quên tham gia group Dare to Train, thử thách thay đổi trong 28 ngày. Rất nhiều người đang tham gia và có những trải nghiệm rất tốt, nên đừng quên tham gia vào, và đặc biệt nó miễn phí mà. Link cũng dưới description nhé. Đó, tham gia đi, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau.